Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa đào tạo kiểm tra quy hoạch và đầu tư cơ bản, tôi xin hướng dẫn các bạn bài số 2 về tạo DeCiFi nha. Việc đầu tiên, ta khởi động MyNotation V8i, xuất hiện hộp thoại, ta chọn New File, đặt tên file và chọn Ship File, OK nha. Một có điều lưu ý là file DeCiFi tức là Miro V7 không mở được V8. Nếu V8 mà muốn mở V7 mà không thay đổi định dạng thì ta chọn qua đường dẫn này nè. Đầu số 0, số 3 nha. Rồi, bắt đầu tôi hướng dẫn cụ thể luôn nha. Rồi, các bạn thực hành nha. Rồi, chọn vô DC31, DC30 đi. Rồi, bấm một phần. Rồi, file Miro cho quyền mở lên. Rồi, ta chọn vào nè. Đi đi, open nè, open đi nè. Rồi, ok. Rồi, ta bấm vào preview. Đó, tắt file bước đây. Rồi, ta chọn vào phần quật bay nè. Đó, ta yêu. Rồi, này nè, một này nè nha. Rồi, ta chọn vào My Open V7. Mất hết cho màu sạch. Đây, đó, ta bấm vào Edit. Ta sửa thành số 3 nha. Sửa số 3 nha. Rồi, ta bấm OK. Bấm OK. Rồi, yes. Ta tắt lại nha. Ta mở lại nha. Rồi, ta mở lên nó không có báo là mở V7 hoặc V8 mà trực tiếp mở V8 luôn, nhưng mà không thay đổi định dạng V7 nha. V7 á không được mở V8, V8 mở V7 không thay đổi định dạng thì bạn cứ vào đây nha bạn. Rồi, tiếp nha này. Chọn Myx bình V7 nha. Rồi, chú ý con này nha. Số 3 nè, mở mà không thay đổi định dạng này nha. Đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành bài số 2 thành công.